Chào cô chú anh chị và các bạn. Hương xin gửi lời cảm ơn tới cô chú anh chị và các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh Học Hát Thành Nhạc Phạm Hương. Thời gian vừa qua, Hương cũng đã nhận được nhiều yêu cầu về hướng dẫn dạy học hát. Tuy nhiên thì Hương lại chưa thể đáp ứng được tất cả những yêu cầu đó. Vậy nên với mong muốn là ai cũng có thể học được hát, tự tin trong ca hát, nên Hương đã xây dựng một khóa học online bao gồm 17 video với phần kiến thức và hệ thống các bài luyện cho từng kỹ năng trong kỹ thuật hát. Thứ nhất là hơi thở với hệ thống các bài luyện về cách lấy hơi, nén hơi hiệu quả. Hai là khẩu hình với bài luyện về cách đóng mở khẩu hình uyển chuyển, mềm mại và chuyên nghiệp. Thứ ba là vị trí âm thanh với hệ thống các bài luyện về cách đưa âm thanh ra ngoài giúp cho người học có giọng nói, giọng hát, truyền cảm, thanh thoát. Thứ tư là sắc thái thể hiện bài hát với hệ thống các bài luyện về ngân, rung giọng, luyến, láy, vân vân. Và cuối cùng là cách hát lên cao với các bài luyện thanh để giúp cho người học phát triển âm khu cao, lên được những nốt cao đẹp và dễ dàng. Và mục tiêu của Hương khi xây dựng khóa học này là làm sao ai cũng có thể học được hát, kể cả những người có kiến thức hoặc chưa có kiến thức về âm nhạc, có năng khiếu hoặc không có năng khiếu về nghệ thuật ca hát, những người trẻ tuổi hay những người lớn tuổi đều có thể nắm bắt và thực hành được các bài luyện một cách dễ dàng. Và Hương tin chắc một điều là với 18 năm kinh nghiệm trong giảng dạy về bộ môn thanh nhạc, hoạt động ca hát và cái tâm của người làm nghề, thì khóa học online này sẽ hoàn toàn có thể giúp cho cô chú anh chị và các bạn nắm bắt được kỹ thuật hát một cách dễ dàng, có thể hát, thể hiện được những bài hát mà trước đây mình đã nghĩ là không thể thể hiện được. Và để cho cô chú anh chị và các bạn hiểu cụ thể hơn về cách học trong khóa học online này, thì ngay bây giờ Hương sẽ chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn một trong 17 video của khóa học với phần kiến thức và bài luyện tập về cách lấy hơi hiệu quả trong ca hát. Tuy nhiên thì đây chỉ là kỹ năng lấy hơi, chủ yếu là phần kiến thức, nhận thức, chưa có nhiều bài tập luyện. Nhưng ở những video khác, kỹ năng khác thì Hương đã xây dựng hệ thống với nhiều bài luyện tập theo lộ trình bài bản, có phần mẫu và phần đàn rất cụ thể, dễ dàng thực hành luyện tập theo. Vậy nên để học kỹ thuật hát một cách bài bản hệ thống theo lộ trình, cô chú anh chị và các bạn hãy liên hệ với Phạm Hương thông qua thông tin bên dưới video này nhé. Hương xin cảm ơn và rất mong được đồng hành cùng cô chú anh chị và các bạn trong khóa học. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một trong 17 video của khóa học với phần kiến thức và phần bài luyện về cách lấy hơi hiệu quả trong ca hát nhé. Chào cô chú anh chị và các bạn, đây là video hướng dẫn về cách lấy hơi thở hiệu quả trong hoạt động ca hát. Việc lấy hơi theo đúng kỹ thuật hát sẽ giúp cho chúng ta có luồng hơi thở sâu hơn, lấy không bị mệt, không khô cổ, không rát họng, lấy hơi nghệ thuật và tinh tế hơn. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể lấy hơi hiệu quả trong hoạt động ca hát? Thì ngay bây giờ cô chú anh chị và các bạn hãy ghi nhớ 4 điều lưu ý sau đây. Thứ nhất là chúng ta không nên tùy tiện lấy hơi mà nên lấy hơi theo ý nhạc. Thông thường thì cứ sau dấu phẩy, sau dấu chấm là chúng ta nên lấy hơi. Nhiều bạn Hương thấy là cứ hát đến bao giờ không còn hơi nữa thì các bạn mới lấy. Điều đó sẽ xảy ra tình trạng là những từ cuối cùng của một hơi, các bạn bị kiệt hơi, bị đuối hơi hoặc là bị phô non vân vân. Và nếu như liên tục như vậy các bạn sẽ bị mệt. Việc lấy hơi tùy tiện sẽ làm cho ý văn không gãy gọn, người nghe cũng cảm thấy bị mệt. Vậy nên khi hát chúng ta sẽ lấy hơi theo ý nhạc. Bây giờ thì Hương sẽ hát một trích đoạn để ví dụ cho việc lấy hơi theo ý nhạc. Đường mà Hương lấy hơi vào chính là đường tay Hương đưa xuống. Cô chú anh chị và các bạn theo dõi. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vâng nhật nguyệt, dọi xuống trăm năm một cõi đi về. Qua ví dụ vừa rồi, cô chú anh chị và các bạn có thể thấy rằng là cứ hết một ý nhạc hay một ý văn, một ý thơ là chúng ta phải lấy hơi rồi. Bây giờ thì Hương sẽ chia sẻ lưu ý thứ hai trong kỹ thuật lấy hơi. Khi hát câu ngắn, câu thấp thì chúng ta nên lấy ít hơi thôi. Nhưng khi hát câu cao, câu ngân dài, chúng ta lại phải nên lấy nhiều hơi. Tại sao lại như vậy? Bởi vì khi hát câu ngắn, câu thấp mà chúng ta lấy nhiều hơi thì nó sẽ làm cơ thể của chúng ta căng tức, nó sẽ khó chịu
Và khi hát những từ đầu tiên của câu hát, chúng ta sẽ sổ hơi, làm cho những từ đó before hoặc bị thô lên cao và hơi thoát qua, trào qua các từ đó nhiều hơn, âm thanh các bạn khó xử lý hơn. Thông thường thì trong một bài hát là cao độ của những câu đầu tiên bao giờ cũng thấp hoặc là vừa, chỉ đến khi đến giữa bài hoặc đến phần điệp khúc thì cao độ mới được đẩy lên. Và Hương thấy một thực tế là có nhiều bạn hát bị tâm lý, hồi hộp và sợ mình hết hơi, nên những câu đầu tiên các bạn bắt đầu vào là các bạn tích một lượng hơi tương đối nhiều. Vô hình chung là các bạn sẽ làm cho cơ thể bị căng tức, và những từ đầu tiên của câu hát mặc dù thấp nhưng chúng ta lại tống một lượng hơi tương đối mạnh. Kinh nghiệm là khi hát những câu đầu tiên của bài hát, các bạn không nên lấy nhiều hơi, vì cơ thể của chúng ta lúc nào cũng có hơi. Quan trọng là chúng ta nén được hơi như thế nào. Nếu như lấy ít hơi thì cơ thể không bị căng tức, các bạn xử lý âm thanh dễ dàng hơn. Lấy ít hơi, các bạn nén tốt thì hơi ra ít một, nó không làm cho hơi các bạn ra ồ ạt, thì hơi vẫn còn để các bạn hát và xử lý âm thanh sắc thái tình cảm. Việc lấy nhiều hơi, cơ thể tích hơi cũng góp phần làm chúng ta bị mệt khi chúng ta hát. Vậy nên khi hát câu ngắn, câu thấp, những câu đầu tiên của bài hát, các bạn không nên lấy nhiều hơi, ghi nhớ điều đó. Nhưng ngược lại, khi hát lên cao, các bạn nên lấy nhiều hơi. Bởi vì sao? Vì khi hát lên cao là hơi tốn hơn và âm thanh cần phải chắc, khỏe, đầy đặn, thì việc chúng ta tích một lượng hơi vào cơ thể, nó sẽ giúp cho chúng ta khi hát những nốt lên cao, âm thanh được bật lên, chắc khỏe và đầy đặn hơn. Ngay sau đây thì Hương sẽ lấy một ví dụ bằng hát một trích đoạn trong bài Biển Nỗi Nhớ Và Em để biểu thị cho các bạn hiểu rõ hơn là khi chúng ta hát nốt thấp và hát nốt cao thì việc lấy hơi ít và nhiều như thế nào nhé. Ở những câu đầu bài hát là cao độ thấp, chúng ta lấy ít hơi. Em xa anh chẳng cũng chợt lẻ loi thân thờ, biển bỗng thấy mình dài rộng thế, xa cánh buồm một chút đã cô đơn. Lấy nhiều hơi. Gió âm thầm không nói, mà sao nói phải buồn. Em đâu phải là chiều mà nhuộm anh đèn tim. Sao có nghĩa gì đâu nếu chiều nay anh chẳng đến. Dù sống đã làm em, nhưng à vì anh. Sau khi hát cao trào thì những câu cuối cùng của đoạn cao trào đó lại quay về cao độ thấp rồi, nên chúng ta lại phải lấy ít hơi thôi, chứ không nên là cứ sau cao trào chúng ta lại quen cái việc lấy hơi nhiều, để những từ cuối câu dù hát thấp mà chúng ta vẫn lấy nhiều hơi sẽ ảnh hưởng đến việc xử lý âm thanh. Đó cũng chính là lưu ý thứ hai trong kỹ thuật lấy hơi mà Hương nghĩ rằng đây là vấn đề rất quan trọng nhiều bạn hay mắc phải. Hãy ghi nhớ khi hát câu ngắn, câu thấp, chúng ta lấy ít hơi, câu cao, câu dài, chúng ta chủ động lấy nhiều hơi. Quan trọng cách nén hơi như thế nào. Lấy hơi nhiều mà không giữ được, không có tác dụng gì cả. Nhưng lấy vừa, lấy ít và chúng ta nén hơi, giữ được hơi thì hát sẽ hiệu quả hơn. Thứ ba, nếu như bài hát có nhịp độ chậm, vừa, ta có thể lấy hơi bằng mũi, bằng miệng hoặc kết hợp hít cả mũi, cả miệng. Hít như ngửi hoa thơm hoặc há miệng, hoặc kết hợp cả mũi cả miệng. Nhưng với bài có nhịp độ nhanh thì chúng ta nên chỉ lấy hơi bằng miệng không? Có nghĩa là chúng ta chỉ ngớp nhẹ hơi, sao cho gió mát ở phía ngoài thôi, không nên để hơi thọc vào cổ sâu như thế này. Làm cổ của chúng ta dễ bị khô ráp, tiếng lấy hơi cũng kêu to. Vậy nên hãy lấy hơi ít một, lấy hơi theo từng ngụm nhỏ, lấy như cá ngớp nước, lấy nhẹ nhàng, tinh tế. Và một điều lưu ý nữa khi chúng ta hát những bài hát có nhịp độ nhanh là chúng ta không nên chia công đoạn lấy hơi, mà chúng ta nên kết hợp việc mở khẩu hình để phát âm từ tiếp theo là chúng ta đưa hơi vào luôn. Có nghĩa là sao? Thông thường khi chúng ta hát là chúng ta hát hết câu đầu tiên, chúng ta mở khẩu hình, chúng ta lấy hơi, rồi chúng ta lại tiếp tục hát câu tiếp theo, câu thứ ba, câu thứ tư cũng vậy, đúng không ạ? Nhưng Hương nghĩ là chúng ta nên tư duy hát hết câu đầu tiên, mở miệng hát từ tiếp theo, kết hợp đưa hơi vào luôn, từ tiếp theo nữa, đưa hơi vào luôn, cứ như vậy, giống như là Hương đếm số như sau. 1, 2, 3. Khi Hương đếm số 1 xong, Hương mở khẩu hình đếm hờ ai hai, thì cái hờ đấy chính là lúc chúng ta kết hợp đưa hơi vào luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
vân vân. Khi hát cũng vậy. Bây giờ Hương sẽ thị phạm một đoạn hát trong bài Cánh Hồng Vai để mọi người thấy là khi chúng ta hát với nhịp độ nhanh, chúng ta lấy bằng miệng, chúng ta kết hợp việc mở khẩu hình phát âm, chúng ta đưa hơi vào luôn thì sẽ như thế nào nhé. Đoạn đầu bài hát Cánh Hồng Vai là đoạn nhịp độ chậm vừa phải, thì chúng ta có thể lấy hơi bằng mũi, bằng miệng, kiểu gì cũng được. Nàng như một đóa hồng phai, hương sắc khéo hon theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em, mang bao tiếc nuối trái tim vỡ tan. Nhưng sang nhịp độ nhanh thì mọi người sẽ lấy như thế nào? Đây là đường tay Hương, có nghĩa chính là lúc Hương đưa hơi vào. Mọi người hãy theo dõi đoạn điệp khúc với nhịp độ nhanh. Ta kết hợp việc mở khẩu hình phát âm là chúng ta đưa hơi vào luôn. Khi em như hoa nhạc màu, anh quên khi ta có nhau. Những phút ân ái lần đầu, cho tim căng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng, là cả tôi sướng rơi theo môi tình. Sướng rơi trên cánh lụa hồng, hay nước mắt em ngóng trông. Mong tình sẽ đến thật gần, bên em để thôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng, là cả tuổi xuân rơi theo môi tình, nàng khóc cho mình. Các bạn có cảm thấy là khi Hương hát thì các bạn không kiểm soát được là khi nào là Hương đưa hơi vào, đúng không ạ? Nếu như Hương không chỉ tay thì các bạn sẽ khó phát hiện ra được là Hương đang lấy hơi. Điều đó có nghĩa là chúng ta không cần lấy hơi quá nhiều, chúng ta chỉ lấy ít một. Nhưng kết hợp việc mở khẩu hình đó phải đảm bảo tính tự nhiên. Có nghĩa là chúng ta không mở to để lấy hơi, mà từ khi chúng ta phát ra như thế nào thì khẩu hình giữ nguyên như vậy để chúng ta đưa hơi vào. Hương hát lại để mọi người lưu ý nhé. Khi em như hoa nhạt màu, anh quên khi ta có nhau. Những phút ân ái lần đầu, cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng, là cả tuổi xuân rơi theo môi tình. Các bạn có thể tập theo Hương như vậy. Chúng ta cứ hát từng câu rồi chúng ta mở khẩu hình, chúng ta đưa hơi vào luôn. Các bạn sẽ thấy là việc lấy hơi rất là tinh tế, rất là nghệ thuật, rất là nhẹ nhàng, không bị mệt, không bị đuối, đúng không ạ? Hương làm lại và chúng ta cùng tập theo bài này nhé. Khi em như hoa nhạt màu, chúng ta hát từ câu đó. Khi em như hoa nhạt màu, anh quên khi ta có nhau. Những phút ân ái lần đầu, cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng, là cả tuổi xuân rơi theo môi tình. Sương rơi trên cánh lụa hồng, hay nước mắt em ngóng trông. Mong tình sẽ đến thật gần, bên em để thôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng, là cả tuổi xuân rơi theo môi tình, nàng khóc cho mình. Đấy là khi chúng ta tập chậm thôi. Còn khi vào nhịp độ nhanh thì các bạn sẽ tập theo tăng dần tốc độ lên. Nhưng với bạn nào chưa quen với việc ca hát thì chúng ta hãy tập đến số từ 1 đến 5 hoặc đến 10 để chúng ta quen với cơ chế chúng ta lấy hơi nhẹ nhàng. Hương sẽ hướng dẫn bài tập đếm số như sau. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tăng tốc độ lên. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Không hề khó, đúng không ạ? Chúng ta làm quen từ việc đếm số, sau đó tăng dần tốc độ lên, sau đó chúng ta lại tập theo bài hát từ nhịp độ chậm, rồi đến nhịp độ nhanh. Cứ tăng dần như vậy, ta sẽ quen và thích ứng với cơ chế thở nhanh, thở liên tục và lấy hơi cũng nhẹ nhàng, tinh tế và không bị mệt. Và đó cũng chính là lưu ý và bài luyện quan trọng khi chúng ta lấy hơi trong hoạt động ca hát. Và lưu ý cuối cùng khi chúng ta lấy hơi trong hoạt động ca hát là chúng ta để hơi ở đâu. Nếu như chúng ta nói chuyện thì chúng ta không tư duy là chúng ta sẽ để hơi ở đâu. Nhưng khi hát thì chúng ta lại phải cần tư duy để hơi ở đâu. Trong cơ thể của chúng ta Hương chia ra làm 3 vùng để hơi. Hơi ngực, hơi cơ hoành là vùng dưới ngực. Và hơi cuối cùng chính là hơi bụng. Khi chúng ta lấy trong thở hàng ngày là chúng ta lấy hơi ngực. Trong thở bản năng ấy, hít vào ngực nhấp nhô, hít vào ngực nhấp nhô, vai ngực nhấp nhô. Nhưng trong hát chúng ta không nên lấy hơi theo cách này. Bởi vì khi lấy hơi ngực sẽ có tình trạng hát một câu, chúng ta lại nhấp vai lên, nhấc ngực lên.
việc hát vất vả và người thưởng thức âm nhạc nhìn ta cũng thấy vất vả. Thêm nữa là hơi như vậy sẽ là hơi nông. Vậy để hơi vào đâu thì sẽ tốt cho việc ca hát? Hương xin chia sẻ, ta nên để hơi vào bụng. Hơi bụng là như thế nào? Là khi hít vào, bụng của chúng ta nở ra, giãn ra. Trước đây chúng ta lấy hơi bản năng thì vai ngực chúng ta nở, nhấp nhô. Nhưng bây giờ chúng ta đưa vào bụng thì bụng của chúng ta sẽ nở ra. Khi chúng ta lấy vào bụng hơi sâu hơn, việc hát sẽ nhẹ nhàng hơn, không bị mệt. Vậy hơi bụng chúng ta tập như thế nào? Các bạn hãy tìm cho Hương một cái ghế dựa, ngồi dựa vào như kiểu ngồi thư giãn, thả lỏng cơ thể. Chúng ta sẽ tập hơi thở bụng để sống hàng ngày trước đã. Nếu như sống hàng ngày chúng ta làm tốt, làm nhuần nhuyễn ổn định thì khi hát chúng ta mới thực hành tốt được. Hãy tìm một chiếc ghế dựa để ngồi thả lỏng thư giãn rồi nghe Hương chia sẻ nhé. Chúng ta hãy đặt tay vào bụng, thả lỏng cơ thể. Hương nói đến đâu các bạn hãy thực hành theo Hương như vậy. Lấy một lượng hơi vừa phải vào cơ thể, không lấy nhiều, không lấy nhanh, không lấy liên tục, lấy như lấy dưỡng khí vào để sống hàng ngày. Trong đầu chúng ta chỉ có tư duy một điều là lấy hơi vào, bụng nở ra, vai ngực chúng ta không nhấp nhô phập phồng. Còn các bạn không nên nghĩ là lấy hơi theo đường nào, mũi hay miệng, hoặc là lấy hơi vào thì thở ra như thế nào. Không cần nghĩ đến điều đó, chúng ta chỉ cần tư duy một điều, lấy hơi vào, bụng nở ra, vai ngực chúng ta không nhấp nhô. Hãy làm theo Hương hướng dẫn. Hít vào, bụng nở ra, thở ra kệ nó. Thở ra là chúng ta sẽ thở bản năng. Đương nhiên hít vào là chúng ta phải thở ra rồi. Hít vào, bụng nở ra, vai ngực không nhấp nhô. Hít vào, bụng nở ra, phần vai ngực không nhấp nhô, tĩnh lặng. Hít vào, bụng nở ra. Hít ít thôi, nếu như chúng ta tập mà hít sâu, hít nhanh, nhiều bạn sẽ cảm thấy chóng mặt, khó thở. Nên mới đầu tập chúng ta thở bằng cách lấy hơi ít, lấy hơi chậm. Hít vào, thở ra kệ nó. Hít vào, bụng giãn nở. Hít vào, bụng giãn nở. Hít vào, bụng giãn nở. Vai ngực không nhấp nhô phập phồng. Hít vào, bụng giãn nở. Vừa rồi thì Hương đã chia sẻ cách để ta lấy hơi vào bụng trong hát như thế nào. Không chỉ tốt trong việc ca hát mà hơi bụng còn tốt cho sức khỏe nữa. Bởi vì các bạn có thể thấy là bất kỳ một bộ môn nào liên quan đến sức khỏe thì ta thấy đều lấy hơi bụng hết. Ví dụ như là tập khí công, tập vị xuân quyền, thái cực quyền, tập yoga hay là tập thiền cũng vậy, thì sẽ luôn là lấy hơi vào bụng. Vậy nên không chỉ tốt cho việc ca hát mà còn tốt cho sức khỏe. Hãy tập thở bụng. Nếu như lấy hơi ngực ta chạy thì sẽ có tình trạng. Nhưng nếu như bạn thở vào bụng, bạn lấy hơi bụng thì hoàn toàn không có chuyện thở dốc, thở mệt như vậy. Hát cũng vậy thôi, nếu như ta lấy vào bụng sẽ không có tình trạng biểu cảm khi hát sẽ xấu và hát sẽ bị mệt hơn. Tuy nhiên, nếu như bạn nào không tập được thở bụng ngay thì chúng ta có thể tập cách là lấy hơi cơ hoành. Có nghĩa trong đầu chúng ta chỉ nhớ một điều, không được để vai ngực nhấp nhô khi lấy hơi thì không vào bụng, nó sẽ vào một vị trí tiếp theo là cơ hoành. Cơ hoành có tốt trong hát không? Có, nhưng không tốt bằng hơi bụng thôi. Còn cơ hoành thì cũng là hơi tương đối sâu. Tập cơ hoành như thế nào? Hít vào, hai bên mạn sườn chúng ta sẽ thấy rõ là nở ra như mang cá. Hít vào, hai mạn sườn nở ra. Hương sẽ ví dụ trực quan. Hít vào, hai mạn sườn nở ra. Hít vào, hai mạn sườn nở ra. Còn hơi ngực thì sẽ như thế nào? Nhấc lên, nhấc lên. Hơi bụng thì sẽ như thế nào? Bụng nở ra, bụng nở ra. Thời gian đầu chưa tập được hơi bụng, hãy tập hơi cơ hoành cũng được. Nhưng chỉ cần nhớ một điều, không để vai ngực nhấp nhô khi lấy hơi thì không vào bụng thì sẽ vào cơ hoành, hoặc là ngược lại. Nhưng Hương vẫn khuyên mọi người là cố gắng kiên trì tập hơi bụng để chúng ta không những hát hay mà chúng ta còn có sức khỏe tốt nữa. Và đây chính là lưu ý cuối cùng mà Hương muốn chia sẻ với các bạn về cách lấy hơi hiệu quả trong ca hát. Bây giờ Hương sẽ tóm lược lại tất cả những nội dung mà Hương vừa chia sẻ với các bạn để các bạn có thể sâu chuỗi và ghi nhớ một cách dễ dàng hơn. Để lấy hơi hiệu quả trong hát, ta lưu ý điều thứ nhất, lấy hơi theo ý nhạc, không nên lấy hơi tùy tiện. Thứ hai, tùy vào độ cao, độ dài trong câu hát mà ta lấy hơi, hát thấp, hát vừa, lấy hơi ít, hát ngân dài, hát cao, ta lấy hơi nhiều. Lưu ý thứ ba, khi hát những bài có nhịp độ nhanh, ta nên lấy hơi bằng miệng, không nên lấy hơi nhiều quá. Không nên lấy hơi để hơi thọc vào cổ sâu, làm cổ của chúng ta khô ráp. Nên lấy từng ngụm nhỏ, lấy ít một. Và đặc biệt là nên kết hợp việc mở khẩu hình phát âm là đưa hơi vào luôn, không chia công đoạn lấy hơi. Và lưu ý cuối cùng là khi lấy hơi vào rồi, chúng ta nên để hơi vào bụng, làm bụng của chúng ta nở ra khi lấy hơi, vai ngực không nhấp nhô, không những tốt cho ca hát mà còn tốt cho sức khỏe của mỗi chúng ta nữa.
Và vừa rồi thì Hương đã chia sẻ toàn bộ tất cả những vấn đề liên quan đến lấy hơi hiệu quả trong hoạt động ca hát. Và Hương tin là những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn, thực hành hiệu quả hơn khi chúng ta lấy hơi trong hoạt động ca hát. Hương xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo nhé.